Hello, chào tất cả các bạn. Chào Elkin buổi sáng. Tôi tên là Hoàng Minh Đức. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết về một sản phẩm tuyệt vời của tập đoàn quốc tế Elkin, đó chính là Elkin Spirulina. Spirulina còn có tên gọi là tảo xoắn. Và hiện nay Elkin Spirulina được mệnh danh là thực phẩm tốt nhất cho tương lai, the best food for tomorrow. Ok. Và tại sao lại gọi Elkin Spirulina là thực phẩm tốt nhất cho tương lai? Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ điều đó. Điều đầu tiên, các bạn cũng biết là sức khỏe là tài sản quý giá nhất của các bạn. Và các bạn không biết, tôi cũng không biết là các bạn nỗ lực bao nhiêu để giữ gìn cái tài sản quý giá đó. Chúng ta cũng thấy ở tạp chí Sunday Mail, một tạp chí rất nổi tiếng của nước ngoài, họ nói là ăn để đánh bại ung thư. Vì vậy, những cái gì hôm nay bạn ăn vào người và bạn ăn uống ra sao, điều đó thực sự là quan trọng. Con người chúng ta thông thường thực sự ra thì có thể sống đến 100 tuổi, nhưng mà hầu như đối với lối sống hiện đại bây giờ thì chúng ta không thể đạt được điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì cách chúng ta ăn uống. Chúng ta ăn trong cái buổi hiện đại và làm cho quá trình lão hóa của chúng ta tăng lên. Đây là tôi dựa theo tạp chí New Sunday Times và tạp chí New Strand Times của Singapore. Thì giáo sư Okinawa sống lâu hơn, bởi vì coi như là họ không có căng thẳng. Các bạn cũng thấy đó, hamburger. Tôi nghĩ các bạn rất thích điều này. Và đây, những cái tạp chí như là Star, những cái tạp chí rất nổi tiếng của nước ngoài thì có nói về những cái chuyện là dinh dưỡng cho sức khỏe của trẻ em. Thật ra chúng ta giữ gìn sức khỏe thì phải bắt đầu từ lúc bé, và hầu hết người Việt Nam đã quên đi cái khái niệm đó. Đối với tổ chức quốc tế, Tổ chức Sức khỏe Quốc tế Thế giới, WHO, thì nói rằng 30% cái nguyên nhân ăn uống của chúng ta dẫn đến ung thư. Đây là cái số liệu cho thấy bởi những cái quốc gia bên châu Âu. Và 75% người chết tại Mỹ hàng năm là do thiếu dinh dưỡng. Thật ra thiếu dinh dưỡng ở đây không phải là họ thiếu ăn hay là họ suy dinh dưỡng, mà là họ ăn uống không cân bằng. Tại sao ăn uống không cân bằng? Bởi vì chúng ta thường thường ăn thì lại rất nhiều, trong cái cuộc sống hiện đại của chúng ta thì rất nhiều chất béo, cholesterol, đường, calorie và muối. Nhưng trong đó những cái thành phần quan trọng nhất đó chính là vitamin, khoáng chất và đạm thực vật. Tôi nói đây là đạm thực vật chứ không phải là đạm động vật, bởi vì đạm thực vật luôn luôn sẽ tốt hơn đạm động vật nhiều, thì rất là thấp. Và hầu như chúng ta đã thiếu đi những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Và cơ thể chúng ta hoàn toàn là axit, không, rất ít mang tính chất kèm. Cơ thể chúng ta hầu như đều cần rất nhiều dưỡng chất, nhưng trong đó có 46 dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể chúng ta phải cần thiết cung cấp mỗi ngày. 100% nguồn dinh dưỡng là do việc ăn uống. Vì vậy, chúng ta hãy xem lại việc ăn uống. Và những cái dưỡng chất đó thì yêu cầu mỗi ngày. Các bạn có thể nhìn thấy được qua cái hình bên này, chúng ta như một cái thùng chứa nước. Và khi mà cơ thể chúng ta cần phải có tất cả các khoáng chất như là vitamin B, vitamin E, sắt, phosphor. Và thật ra các bạn nghĩ rằng chúng ta đều ăn đều đặn mỗi ngày, và trong khi đó thì các bạn không biết rằng tuy rằng có những chất, ví dụ như là ở đây vitamin A các bạn chưa thiếu lắm, nhưng mà vitamin B2 đã cạn kiệt. Vì vậy hầu như là nó thành ra là nó tống ra ngoài, sức khỏe của các bạn
đã bị thiếu hụt một phần. Theo các nhà khoa học, các nhà chuyên gia thì con người chúng ta có một cái cấu trúc đó là 46 dưỡng chất thiết yếu, thì nó tạo nên một cái mạng lưới, đó là mạng lưới dinh dưỡng. Thì khi trong cái mạng lưới dinh dưỡng này á, hầu hết tất cả các dưỡng chất đều liên kết với nhau, và nếu một trong những dưỡng chất này nó bị thiếu hụt thì những dưỡng chất khác cho dù nó có đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào giúp sức khỏe của các bạn hồi phục được. Và nếu cái tình trạng này cứ tiếp diễn thì hầu như là cái sơ đồ dinh dưỡng trong cơ thể các bạn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, giống như cái hình bên này. Và một điều nữa là tiến sĩ Garan Ba trực thuộc nước Mỹ thì họ có nói rằng nếu chúng ta, cơ thể chúng ta hoàn hảo sẽ đạt được trong cơ thể là 80% chất kiềm, không mang tính axit hoặc là không mang tính base, và 20% axit. Đó là cơ thể của một người hoàn hảo, thật sự là rất là khỏe. Và điều đó cũng đồng thời là ý kiến của tiến sĩ Linton, cũng đồng ý với ý kiến đó. Vậy bây giờ chúng ta có thể tìm thực phẩm mang tính chất kiềm ở đâu? Đó là rau quả. Các bạn có thể tìm thấy các thực phẩm đó ở rau quả, trứng, trái cây, bơ và cuối cùng là tảo. Nhưng hầu như tất cả các sản phẩm này, tất cả các thực phẩm này đều rất khó tìm trên thị trường. Và không khó đâu các bạn ạ, nhưng mà chúng ta thường thường sẽ rất khó ăn. Có ai suốt ngày, coi như ngày nào cả một tháng đều ăn rau không? Không thể, đúng không? Vì vậy chúng ta, trước mắt chúng ta đều là sự quyến rũ của tất cả các thức ăn. Đây, các bạn có thấy? Ồ, tôi cũng không thể nào kiềm chế được, rất quyến rũ. Đây là tất cả các thực phẩm mà chúng ta thường bị cuốn hút và ăn hàng ngày. Hải sản, tôm và sô-cô-la. Ồ, cái này tôi thích lắm. Cua, bạn tôi rất thích. Đây, nhưng hầu hết tất cả các thực phẩm này đều mang tính axit. Vì vậy, sức khỏe của các bạn thật sự là nó thành ra là không cân bằng. Các bạn không thể nào đạt được cái sức khỏe lý tưởng khi mà cơ thể của các bạn hoàn toàn là axit, và không thể nào đạt được cái 80% trên lý thuyết của tất cả các giáo sư tiến sĩ nước ngoài. Đó là 80% chất kềm và 20% axit. Hầu như đa số là bây giờ tất cả chúng ta đều là ngược lại, đó là 80% axit và 20% chất kềm trong cơ thể. Thì khi mà điều đầu tiên là các chúng ta thiếu những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Điều thứ hai là khi mà cơ thể của các bạn hoàn toàn là thành phần axit, thì cộng thêm những tác nhân bên ngoài như là lối sống, ví dụ như là hút thuốc, uống rượu và nguồn nước không sạch sẽ, áp lực công việc, cũng như những cái cách chế biến thực phẩm nó sai, làm cho thực phẩm coi như là tốt trở thành những độc tố và nhồi vào cơ thể chúng ta. Thì các bạn có thể nhìn thấy hình bên cạnh, khi những cái tác nhân này nó gây nên, chuyện gì sẽ xảy đến? Tế bào của chúng ta sẽ trở nên là suy yếu, và không mất đi những cái tế bào mạnh khỏe trong cơ thể. Thường thường chúng ta sẽ lâm vào cái tình trạng là nửa khỏe. Nửa khỏe ở đây có nghĩa là ví dụ như là semi healthy, là tình trạng nửa khỏe. Nửa khỏe có nghĩa là gì? Các bạn vẫn đi được, các bạn vẫn nói chuyện được, các bạn vẫn nhìn được, nhưng các bạn vẫn làm việc được, nhưng các bạn lại đau đầu, đau cổ, đau xương, đau khớp và cảm thấy mệt mỏi, không có thể nào như là một người thật sự khỏe được. Và cuối cùng, nếu khi mà chúng ta thường thường ở tình trạng thứ ba, và khi mà các bạn không biết cách chăm sóc cơ thể của mình, thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả cuối cùng, đó chính là ví dụ như là suy tim, đột quỵ, rồi ảnh hưởng đến bao tử, dạ dày, thận và phải đưa đi cấp cứu. Đây, cái hình thứ tư này tôi không muốn coi như là tôi và tất cả các bạn ở đây sẽ dẫn đến coi như là cái hình thứ tư này.
Vì vậy chúng ta phải chăm sóc sức khỏe, làm sao để có thể là tăng tính chất kiềm trong thực phẩm, trong cơ thể chúng ta lên và giảm đi độ axit. Chúng ta có 3 lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn thứ nhất, mỗi ngày các bạn ăn rau và trái cây và những cái dạng ngũ cốc như thế này. Phải ăn rất nhiều nhé. Nhưng thật sự đây thì rất khó cho các bạn để thực hiện, bởi vì những cái thực phẩm này sẽ là đắt đỏ và coi như là chúng ta thật sự là khó ăn. Tôi không thể nào ăn rau mà nguyên cả một cái bàn mà đây là rau hoặc là trái cây như thế, bởi vì bụng tôi không chứa nổi. Điều thứ hai, các bạn sẽ cung cấp cho mình những dưỡng chất cần thiết. Các bạn đi ra nhà thuốc và mua một lọ B6 sắt, một lọ vitamin E, một lọ vitamin B2, một lọ vitamin B1, phốt pho, vitamin và khoáng chất các bạn cung cấp cho cơ thể hàng ngày. Nhưng hỡi ôi, thật sự là quá nhiều lọ. Nhiều lúc nếu các bạn đưa ra cho tôi như thế này thì tôi cũng ngán uống. Và nếu mà tôi chịu khó uống thì tôi cũng không biết là thật sự ra nãy giờ tôi uống được bao nhiêu lọ rồi. Vì vậy cái cách thứ hai này rất là khó thực hiện. Rồi lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ ba thì đơn giản hơn. Đó là gì? Đó là bạn sử dụng tảo Elkin Spirulina của tập đoàn quốc tế Elkin chúng tôi. Thì mỗi ngày, đối với người lớn, mỗi ngày chỉ từ 5 tới 10 viên. Ví dụ sáng bạn uống 5 viên, chiều bạn uống 5 viên. Hoặc là đối với trẻ em thì có thể sử dụng từ 4 đến 6 viên. Nếu mà trẻ sơ sinh thì là 1 đến 4 viên mỗi ngày. Các bạn có thể chia ra. Thì hầu như cái tảo Elkin Spirulina của chúng tôi thì là nguồn cung cấp dưỡng chất tốt nhất cho cơ thể. Bởi vì sao? Bởi vì Elkin Spirulina chứa hơn 60% dưỡng chất, trong đó thì là 46 dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ở đây tôi muốn nói là 46 dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể là sao? Là chúng ta cần mỗi ngày, và trong số những dưỡng chất thiết yếu đó cơ thể chúng ta không thể nào tổng hợp được. Có nghĩa là bạn chỉ có ăn vào chứ bạn không thể nào coi như là tự sản sinh ra được. Một Elkin Spirulina là 100% mang tính kềm, và bạn hoàn toàn yên tâm khi 100% nó là tự nhiên. Và bây giờ thì tôi sẽ nói với bạn biết là tảo Spirulina là gì. Thì ở trên thế giới á, tảo Spirulina gồm có 35 loại, trong đó có 3 loại là con người sử dụng được. Và loại tốt nhất cho tảo là Plantasid, là một loại tảo tốt nhất thế giới. Thì ở đây người ta có nói là Spirulina là những cái dưỡng chất thiên nhiên cao hơn gấp 1000 lần so với rau quả và rong biển. Các bạn có thể thấy ở đây là The Best Food for Tomorrow, là thực phẩm tốt nhất cho tương lai, được coi như là tổ chức nông lương của quốc tế công nhận. Và những cái chứng chỉ khác như là thực phẩm cung cấp tốt nhất trong thế kỷ 21 cho loài người. Đối với Elkin Spirulina thì sản phẩm này đã được tiêu thụ trên 70 quốc gia trên thế giới. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Elkin Spirulina là vua của loài tảo. Thì một chứng nhận là hữu cơ và tăng cường sức khỏe, và coi như là loài founder, là coi như là nguồn gốc. Ở đây tôi muốn chỉ cho các bạn biết về cái sơ đồ dinh dưỡng. Thì tảo Elkin Spirulina 100% là kềm, và 4 dưỡng chất thiên nhiên, 4 dưỡng chất thiên nhiên và 5 dưỡng chất chính cung cấp cho cơ thể các bạn. Đó là gì? Vitamin, khoáng chất, chất đạm thực vật, carbohydrate và chất béo. Chất béo đây là cũng là chất béo thực vật, hoàn toàn an toàn với cơ thể các bạn. Ở đây có chứng nhận về hữu cơ. Chúng tôi có
được những liệt kê về tất cả các khoáng chất, vitamin và những dưỡng chất thiết yếu